Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng gồm có Lò Chính Lương sinh năm 2009 và Hoàng Văn Tiến sinh năm 2006 cùng trú tại xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn là hai nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Trước đó, vào 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, được tin báo của Công an xã Triềng Sung phát hiện anh Lường Quốc Việt sinh năm 2007 tử vong bất thường, trên đầu có nhiều vết thương nghi là do chịu tác động của ngoại lực. Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm. Sau 6 giờ truy vết quyết liệt, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ hai nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, đêm muộn ngày 17 tháng 4 gặp nạn nhân tại tiệc rượu ở nhà người quen. Lương và Tiến đã về trước chuẩn bị hai dao, một đoạn gậy sắt phục vụ cho đoạn đường vắng và chờ nạn nhân đi qua, các đối tượng đã đuổi theo và sát hại. Dông lốc mưa đá bất thường tại một số địa phương gây thiệt hại về nhà cửa hoa màu là một số thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Trong đêm 17 tháng 4 và sáng 18 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện dông lốc gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy dông lốc đã làm 800 ngôi nhà bị tốc mái. Dông lốc cũng đã làm hư hại nhiều công trình công cộng, gây thiệt hại hơn 280 ha ngô, 30 ha cây thuốc lá và nhiều diện tích cây trồng khác. Hiện các địa phương đã cử các tổ công tác đi kiểm tra, thống kê thiệt hại và hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Hai ngày qua, một số xã Trà Mai, Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tục xuất hiện mưa đá. Tại trung tâm xã Trà Mai, từ 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 xuất hiện nhiều đợt mưa đá, gió giật mạnh. Tình trạng này cũng xuất hiện tại các xã Trà Linh, Trà Tập, gây hư hại hoa màu, cây dược liệu, nhất là sâm ngọc linh. Những hạt đá có kích thước bằng đầu ngón tay người lớn rơi trên mái tôn tạo tiếng động lớn. Chiều ngày 17 tháng 4, mưa đá cũng xuất hiện tại huyện Tây Giang. Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam khuyến cáo các huyện miền núi tiếp tục có mưa lớn kèm theo dông lốc nên chính quyền cần theo dõi chặt chẽ thời tiết, có biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại. Có trên 35.100 nhân viên thư viện trong tổng số khoảng 150.000 viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học. Đây là con số được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Ngoài nhiệm vụ chính thì số nhân viên trường học này còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng mức lương lại rất thấp mà không có phụ cấp ưu đãi nghề 25%. Đây là một trong số những nguyên nhân khiến cho đội ngũ này tâm tư và không muốn gắn bó với nghề. Năm 2010, chị Mẫn trúng tuyển làm nhân viên trường học với mức lương hơn 3 triệu. Sau 11 năm công tác, mức lương của chị được 5 triệu 300 nghìn đồng. Điều đáng nói, cùng làm trong ngành giáo dục, nhưng cô không hề được hưởng phụ cấp nào ngoài lương. Đây là một trong những bất cập khiến cho cô và các nhân viên khác băn khoăn. Khối lượng công việc cũng nhiều ạ, làm bên thư viện lại kiêm thêm bên thiết bị nữa. Với mức lương này thì cũng hơi thấp. 11 năm công tác được 5 triệu 3 thì cũng cảm thấy là chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày. Tôi cũng rất là mong muốn là các cấp chính quyền là xem xét và cho chúng tôi là được hưởng thêm phụ cấp như giáo viên hiện nay ạ. Vào làm nhân viên thư viện năm 2019, chị Nhung có mức lương 4 triệu 700 nghìn đồng, cộng thêm 0,2 phụ cấp độc hại nghề là 300 nghìn đồng, nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Theo chị, với mức lương thấp như hiện tại mà không có phụ cấp công vụ sẽ rất thiệt thòi với chị và bao nhân viên trường học khác. So với lại những bạn đồng nghiệp của tôi cùng vào với ngành giáo dục và các bạn đang đảm nhiệm với viên chức là giáo viên thì mức lương của tôi ít hơn rất nhiều so với các bạn. Tại vì là các bạn giáo viên thì vào cùng nhưng các bạn lại có được hưởng cái phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên. Nhân viên thư viện thì cũng mong muốn là được quan tâm, được hưởng những cái phụ cấp ưu đãi giống như phụ cấp ưu đãi nghề hoặc phụ cấp thâm niên để cho đồng lương tăng lên đảm bảo cuộc sống và để cho chúng tôi có thể yên tâm công tác. Hiện nay các nhân viên trong trường học thì đang được thực hiện cái việc xếp lương theo đúng cái thang bảng lương quy định tại nghị định 204 của chính phủ. Và qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là cái thu nhập của họ là khá là thấp so với các giáo viên trong trường và so với mặt bằng chung của các cái cán bộ công chức, viên chức khác. Và chính vì cái thu nhập thấp như vậy nên là cũng có cái ảnh hưởng đến cái tâm tư, cái tư tưởng của họ trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng thu nhập của nhân viên trường học bao gồm cả các loại phí đóng bảo hiểm, có thời gian công tác dưới 15 năm
dao động từ 3,6 triệu đến 7 triệu đồng một tháng. Hiện các trường phổ thông đang thực hiện định mức số lượng người làm việc là nhân viên trường học ít hơn số vị trí việc làm trong nhà trường. Do đó, khối lượng công việc rất lớn vì nhân viên trường học phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác. Với độ mặn từ 1 đến 4 phần nghìn xâm nhập sâu vào hệ thống sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An vừa công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4, cấp độ rủi ro lớn nhất. Quyết định công bố trong bối cảnh nước mặn xâm nhập sâu vào và sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 km đến hơn 80 km. Mùa hạn năm nay thì Long An có hơn 20.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Cà Mau cũng đã công bố tình hình khẩn cấp trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh. Đây là địa phương thứ hai ở miền Tây sau tỉnh Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp trong mùa khô năm nay khi hạn hán đã khiến cho 2.600 hộ bị thiếu nước sinh hoạt, sụt lún, sạt lở đất xảy ra liên tiếp trong những tháng qua. Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa ở huyện Quế Sơn được tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2019 với kinh phí là hơn 61 tỷ đồng. Nhưng đến nay thì vẫn ngổn ngang chưa xong. Hơn 560 học sinh luôn thấp thỏm khi phải học ở ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng. Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa được xây dựng từ 24 năm trước nên đã bị xuống cấp, nhất là dãy nhà cấp 4. Các bức tường nứt toác nhiều chỗ, rêu mốc, cửa gỗ hư hỏng. Nhiều phòng tại dãy nhà 2 tầng cũng thấm rột, sơn bong chóc từng mảng. Đóng cơ sở vật chất của nhà trường là đã xuống cấp rất là nghiêm trọng, đặc biệt là cái dãy nhà cấp 4. Cửa là hư hỏng, tường thì bị nứt. Có phòng học thì do là xây lâu cho nên đến bây giờ là không còn đạt chuẩn. Có các phòng bộ môn thì vừa thiếu mà vừa nhỏ, nên cũng không đáp ứng được cái yêu cầu. Các thầy cô giáo và 561 học sinh luôn thấp thỏm lo sợ khi dạy và học trong những phòng học chật hẹp, nóng bức, mùa mưa thì thấm rột. Phòng học chúng con đang hiện tại học là rất là nóng, nước bức, với lại trời mưa có thể là dọc những nhiều chỗ. Bọn con chỉ là muốn mang có một ngôi trường học thật là tốt và đầy đủ. Tháng 9 năm 2019, tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án xây mới trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa với kinh phí hơn 61 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành sau 3 năm nhưng đến nay vẫn vướng mặt bằng và một nhà thầu đề nghị thanh lý hợp đồng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho huyện Quế Sơn là phải tích cực phối hợp với chủ đầu tư và cũng có đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam là phải khẩn trương xét chọn lại cái đơn vị thi công để tiến hành thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện mà cái năm học sắp đến đây đó, trường này phải đưa vào hoạt động để đảm bảo cho được cái hơn 500 học sinh của trường Trần Đại Nghĩa hiện nay phải qua một cái vị trí mới để đảm bảo được cái an toàn trong quá trình giảng dạy và học tập của học sinh ở đây. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo huyện Quế Sơn bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công dự án. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, dự án sẽ hoàn thành trong năm nay để hơn 560 học sinh trường Trần Đại Nghĩa thoát cảnh lo sợ như nhiều năm qua.